Khi mất điện, nhiều người thường lo lắng lượng thực phẩm dự trữ trong tủ lạnh sẽ nhanh chóng bị hỏng. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, thực phẩm trong tủ lạnh vẫn có thể giữ được tươi nguyên khi mất điện. Cụ thể, thực phẩm trong ngăn mát có thể được cất giữ trong 4 giờ đồng hồ. Thực phẩm trong ngăn đá có thể để trong khoảng 2 ngày. Với điều kiện rất hạn chế hoặc không mở tủ lạnh và cửa ngăn đá. Trong trường hợp mất điện quá một ngày mà lượng thực phẩm tồn dư trong nhà còn nhiều, thì người nội trợ có thể áp dụng các biện pháp khác, bao gồm cả kinh nghiệm dân gian lẫn kỹ thuật hiện đại. Một trong những kỹ thuật hiện đại đang được áp dụng phổ biến trong bảo quản thực phẩm đó là hút chân không. Ở môi trường chân không, thức ăn không bị oxy hóa, giúp cho thực phẩm tươi lâu hơn từ 3 đến 5 lần so với việc cất giữ trong ngăn đá hay trong tủ lạnh. Nếu biết trước kế hoạch cắt điện, người nội trợ có thể dùng máy hút chân không khi có điện để lưu trữ thực phẩm. Từ khi tôi biết máy hút chân không này thì tôi thấy bảo quản thực phẩm rất là tốt. Bởi vì những thứ tôi chưa dùng đến thì tôi sẽ hút vào tôi để đấy thì bảo quản được lâu hơn mà tươi hơn. Trên thực tế, nếu để thịt bò, thịt gia cầm hay ngũ cốc trong tủ đông được 6 tháng, thì thực phẩm đóng gói chân không sẽ giữ được từ 2 đến 3 năm. Các loại hoa quả chỉ có thể để trong tủ lạnh từ 1 đến 2 tuần để giữ tươi, nhưng đóng gói chân không có thể giữ được 2 tháng. Tuy nhiên, giá bán máy hút chân không trên thị trường hiện nay rẻ nhất cũng là 1 triệu đồng, nên không phải gia đình nào cũng có điều kiện để mua và sử dụng. Trước đây, khi chưa có tủ lạnh và máy hút chân không, các cụ ta thường áp dụng phương pháp ướp muối hoặc ướp mắm thực phẩm để bảo quản được lâu. Muối và nước mắm không đơn thuần là gia vị mà còn là một chất bảo quản đem lại hiệu quả cao. Đối với các thực phẩm chế biến mặn như các loại thịt lợn, thịt bò, cá, chỉ cần được ướp một chút muối là có thể để được vài ba ngày trong tiết trời nắng nóng như hôm nay. Còn với các loại củ quả, rau xanh, phương pháp bảo quản đơn giản là để trong bóng mát, tránh ánh sáng. Ví dụ như bây giờ ta mua một quả vải này, cái chùm vải đó ta có thể lấy cái khăn ẩm ta đặt lên, thì quá trình của nó, một là có nước, hai có không khí, ba là mát hơn, thì nó sẽ tồn tại lâu hơn là những quả vải ta để ngoài. Việc giữ được thực phẩm tươi nguyên không chỉ giúp hạn chế những thiệt hại về kinh tế cho gia đình, mà quan trọng hơn còn giúp chúng ta tránh nguy cơ ăn phải thực phẩm đã biến chất hoặc nhiễm vi sinh vật gây nguy cơ ngộ độc.